địa phương sau này. Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh là công trình đặc biệt quan trọng, là ngôi trường được đầu tư quy mô và đẹp nhất Việt Nam hiện nay, nơi được kỳ vọng là biểu tượng cho truyền thống hiếu học và khoa bảng của tỉnh Bắc Ninh. Ngôi trường được thiết kế bởi công ty Rubik và đơn vị tư vấn thiết kế công ty cổ phần Him Lam theo mô hình trường học của các nước phát triển hàng đầu trên thế giới. Xây dựng trên tổng diện tích 3,9 ha và có tổng vốn đầu tư ban đầu gần 600 tỷ đồng. Với các khu, nhà công vụ, phòng học, ký túc xá, nhà thi đấu đa năng, bể bơi, sân bóng với đầy đủ các thiết bị hiện đại, ngôi trường có thể phục vụ học tập cho 1.200 học sinh với chỗ ăn, nghỉ, tiện nghi. Khu lớp học rộng thoáng với 80 phòng học cùng với các phòng dành riêng cho lớp năng khiếu. Các phòng học, phòng máy được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học hiện đại nhất như bàn ghế, TV, bộ thu phát nhạc không dây, loa, micro, máy chiếu, bảng viết chạy dài chống lóa, điều hòa, quạt. Thư viện nhà trường được bố trí tại tầng 5, thuận lợi cho việc tra cứu tài liệu và đọc sách của giáo viên và học sinh. Trường học có hệ thống thang máy phục vụ nhu cầu đi lại của giáo viên và học sinh. Thiết bị chữa cháy được lắp đặt khoa học tại các hành lang, đảm bảo an toàn chủ động cho công tác phòng cháy chữa cháy. Ngoài phòng học, nhà công vụ, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh được xây dựng và trang bị những hạng mục đặc biệt để rèn luyện sức khỏe và tăng cường thể trạng cho học sinh, như sân bóng đá nhân tạo theo chuẩn của FIFA với khán đài phục vụ khán giả, bể bơi bốn mùa, khu nhà thi đấu đa năng, hội trường với các trang thiết bị hiện đại với 500 chỗ ngồi phục vụ cho những buổi học tập, hội thảo, sinh hoạt và tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm. Khu ký túc xá 12 tầng, mỗi tầng 10 phòng với sức chứa 6 người mỗi phòng, đáp ứng nhu cầu nội trú của cả giáo viên và học sinh. Tầng 1, tầng 2 là khu vực nhà bếp và phòng ăn. Tầng 3 là phòng sinh hoạt chung và siêu thị mini, phục vụ cho sinh hoạt của học sinh và giáo viên ở nội trú. Phòng ký túc xá được trang bị đầy đủ giường, bàn học, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, bình nóng lạnh. Hệ thống Internet và Wi-Fi free được đầu tư và phủ sóng toàn trường. Trường có tuyến xe buýt chạy qua phục vụ nhu cầu đi lại của học sinh và giáo viên ở xa. Cổng trường là hạng mục tạo được điểm nhấn cho toàn bộ công trình, thể hiện được tính giáo dục, bề dày lịch sử cũng như mang đậm dấu ấn để mỗi học sinh đều cảm thấy tự hào vì được học tập dưới một mái trường hiện đại hàng đầu cả nước. Đây là ngôi trường được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay. Đây là một tiền đề rất quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Và chúng tôi tin tưởng rằng với cơ ngơi mới này thì chất lượng giáo dục của nhà trường sẽ được nâng tầm và hiệu quả hơn rất nhiều. Em vốn rất tự hào khi được là học sinh của trường chuyên Bắc Ninh và năm nay em còn cảm thấy vui và hãnh diện hơn nhiều nữa khi mà được chuyển sang ngôi trường mới với điều kiện vật chất hiện đại như thế này. Chính vì vậy mà ngôi trường càng ngày càng được nhiều người biết tới. Tuy nhiên em không muốn mọi người chỉ biết tới ngôi trường có điều kiện học tập tốt, mà em còn muốn mọi người thấy được rằng học sinh của trường cũng là những học sinh học giỏi với bề dày thành tích đáng nể. Và cũng chính vì vậy ngôi trường mới này đã trở thành động lực để cho chúng em học tập tốt hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu của ngôi trường. Là học sinh lớp 9 thì trường chuyên Bắc Ninh từ lâu đã là ước mơ từ nhỏ của em. Và bây giờ thì với ngôi trường mới đẹp và với cơ sở vật chất khang trang hiện đại thế này thì càng giúp em có thêm động lực để cố gắng thi đậu vào ngôi trường này vào năm sau. Và em sẽ phải nỗ lực học tập thật tốt để làm vui lòng thầy cô và cha mẹ. Tôi rất là tự hào bởi vì là được là công dân của tỉnh Bắc Ninh, một tỉnh có truyền thống hiếu học và khoa bảng. Tôi còn là một phụ huynh rất là hạnh phúc bởi vì các con tôi đều lớn lên ở ngôi trường này. Đặc biệt trong năm học tới thì hai cháu nhà tôi sẽ bước vào những năm đầu tiên của trường với cơ sở vật chất khang trang hiện đại. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống hiếu học của các thế hệ chuyên Bắc Ninh và sự đầu tư rất lớn cho giáo dục của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thì trường phổ thông trung học chuyên Bắc Ninh sẽ đưa giáo dục Bắc Ninh lên một tầm cao mới và sẽ đào tạo ra những con ngoan trò giỏi đóng góp vào sự nghiệp chồng người của tỉnh nhà nói riêng và của đất nước nói chung. Hiện tại là nguyên khí quốc gia, để đạt được các mục tiêu chiến lược về giáo dục với truyền thống của vùng đất hiếu học, trọng nhân nghĩa và ý chí kiên cường, ngành giáo dục tỉnh Bắc Ninh đang đứng trước nhiều vận hội để tạo ra được sức bật mới trong tương lai, sẽ không ngừng phấn đấu vươn lên, cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển của quê hương đất nước. Ngày hôm nay,
khi giấc mơ về một ngôi trường khang trang hiện đại bậc nhất Việt Nam, công trình trường học kiểu mẫu đẳng cấp quốc tế tại Bắc Ninh, một điểm nhấn góp phần làm thay đổi diện mạo ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bắc Ninh được hoàn thành. Đó cũng là lúc tập thể giáo viên và học sinh trường chuyên Bắc Ninh, nhà đầu tư và nhà tài trợ là công ty cổ phần Him Lam đều có chung một niềm vui, niềm tự hào và tỏ lòng biết ơn chân thành với các cơ quan đảng, chính phủ, các bộ ban ngành, chính quyền các cấp, đối tác và nhân dân trong tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình về đích đúng hạn, đón chào một năm học mới với khí thế sục sôi. Và tất cả chúng ta đều háo hức mong chờ trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh sẽ phát huy truyền thống 21 năm xây dựng và trưởng thành, sẽ tiếp tục vươn lên những tầm cao mới, là cái nôi đào tạo những con ngoan, trò giỏi và đạt được những thắng lợi vượt bậc trong sự nghiệp chồng người, đáp ứng lòng tin tưởng của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tỏa sáng rực rỡ trên mảnh đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa này.